da vét vàng đen nha anh em. Xe dọn mới 60 triệu nha. Anh em mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình. Xe đi full 50U nha anh em, bình xăng zin nha. Rồi 60 triệu, anh em nào quan tâm thì có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình. Xe này xe lắp ráp nha anh em.